Hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay kênh YouTube Cu Bờm TV nhà em xin phép lên giới thiệu một mã máy mài bán thứ nhất là khá là chạy, thứ hai chất lượng là ngon, và thứ ba là hàng công ty, hàng chính hãng, phục vụ cho tất cả các bác anh em thợ thuyền này, dù các bác làm công trình chiến hoặc anh em làm gia đình anh em nhé. Thì trước mắt các bác đây là con máy mài chỉnh tốc của thương hiệu Dayton. Đây, anh em biết rồi, Dayton là hàng thương hiệu hàng chính hãng này. Dayton là hàng thương hiệu hàng chính hãng và đã được rất là nhiều các bác trải nghiệm, rất là ưa chuộng và về cái chất lượng của sản phẩm con này anh em nhé. Đây, con này thì là công tác cò bóp cho em. Còn máy mài chính Dayton này là công tác cò bóp luôn cho em anh em nhé. Than đây, chỗ để than các bác có rất là dễ dàng thay than này. Con này thì có điều chỉnh tốc độ này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nói chung là tùy các bác muốn nhanh, muốn chậm, phù hợp công việc của mình thì anh em có thể tùy điều chỉnh tốc độ cho em nhé. Thì con này công suất của nó này là 950W, khá là lớn luôn. Nhưng con này điều tốc của nó rất là mượt. Vòng tua là 11.000 vòng 1 phút. Và con này thì các bác cắm điện lưới 220, mã máy là DKAG950S anh em nhé. Con này thì lưới là lưới một tấc cho em. Đây, rất là ngon luôn anh em nhé. Và hàng thương hiệu Dayton thì là hàng chính hãng công ty rồi, bảo hành đầy đủ cho anh em là 6 tháng trên toàn quốc này. Để em cho các bác xem là hộp của nó, phụ kiện bên trong nó còn kèm theo những gì nhá. Đây, mã máy này, nó ghi các chỉ số luôn này. Lưới một tấc này, vòng tua là 11.000 vòng này, công suất 950W này, cắm điện lưới 220, rất là tiện lợi này. Bên em đã khui sẵn ra rồi. Đây em sẽ mở xem cái phụ kiện của máy này. Nhìn cái hộp đã chất lượng xịn sò rồi anh em ạ. Đây, đầu tiên sẽ là phiếu bảo hành của Dayton, bảo hành cho anh em là 6 tháng này. Thứ hai này sẽ là một đôi chổi than hàng của Dayton luôn anh em nhé. Thứ ba này sẽ là một cái dụng cụ để chắn lưỡi này. Đây, để cho các bác an toàn khi sử dụng nhé, nó rất là dày dặn luôn. Tiếp đến này sẽ là một cái tay cầm phụ và một dụng cụ mở lưỡi nha anh em nhé. Rất là tiện lợi này. Đấy, đầy đủ phụ kiện để anh em làm việc luôn. Thì con này là hàng công ty mà. Motor quấn dây đồng 100% cho anh em luôn. Em đã có rất là nhiều cái video, em đã khui thử máy con này ra cho anh em xem rồi. Đây, motor đồng 100% luôn anh em nhé. Em sẽ khui thử cái máy này ra cho các bác nhà mình xem luôn. Ra ngoài nhé. Thì em sẽ cắm thử cái máy mài chỉnh tốc của Dayton này vào nguồn điện để cho các bác xem thử nhá. Đây, em đã cắm con máy mài Dayton hàng chỉnh tốc này, mã DKAG950S vào nguồn điện rồi. Và em sẽ bật thử công tắc lên nhé. Điều tốc khá là mượt anh em nhé. Motor đồng 100% rồi, hàng công ty, bảo hành chuẩn chỉ chính hãng cho các bác là 6 tháng trên toàn quốc anh em nhé. Thì với máy mài Dayton hàng chỉnh tốc này, bên em thì sale giá rất là rẻ cho tất cả các bác như mình thôi. Con máy mài chỉnh tốc hàng công ty, hàng
thương hiệu Dexton, mã máy DKAG950S, công suất là 950W nhá. Bên em sale chỉ với giá là 700.000 các bác nhá. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì anh em để lại số điện thoại ngay tại video này, hoặc là liên hệ trực tiếp qua bên em có các đầu số, đó là 0982 826 628, 0929 826 628, hoặc 0768 826 628 anh em nhé. Em quan tâm ủng hộ kênh thì có thể đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để theo dõi video clip mới nhất nhé. Vậy xin chào và tạm biệt tất cả các bác ạ.